Hello, thì hôm nay mình mới nhận được một cái cục hàng là trên Shopee nha các bạn. Đó, hàng đã đóng nè. Đây là cái cục hàng của cái microphone và cái lọc âm. Rồi cái gì nữa ta? Một cái màng lọc nè, một cái mic nè. Đó. Rồi một cái cây để điện thoại. Khá là to nha các bạn. Không biết shop đóng cái gì mà mình thấy cũng quá trời đồ, trong khi mình đặt có khoảng hình như ba món ba bốn món gì đó các bạn. Mình sẽ cắt tiến hành cắt nha, nhớ là cầu vàng. Shop thì gói không có bọc shop nha các bạn, không có bọc những cái shop ni lông khí để bảo vệ cái thiết bị nha. Còn mình có mua cả một cái tay cầm, không phải gọi là cái tay cầm mà cái này gọi là cái đế của cái micro khi chúng ta kẹp bàn. Cái này là cái đế, cái hàng thứ nhất của mình đó, một cái đế nha, đế dành cho cái micro kẹp bàn. Còn mình sẽ lấy ra để đây. Rồi tiếp tục, ở đây là một cái màng lọc nha các bạn. Màng lọc này thì sẽ giúp cho cái âm thanh của chúng ta nó được trong hơn, đó, lọc âm nó không có bị ồn nhiều. Rồi và đây là cái sản phẩm mà mình quan tâm nhất, đó chính là cái microphone của cái hãng Wai Chang gì đó của Trung Quốc này các bạn, BM900. Sao còn một cái giá đỡ điện thoại thì mình không thấy luôn. Shop 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 bán kèm theo mà không có bỏ luôn các bạn, không có giá đỡ điện thoại hôm nay luôn. Chán hả, này mình sẽ review lại cho shop nha. Cái cỡ này shop rồi. Đây chúng ta có cái thanh thanh này micro kẹp bàn. Đó, nó sẽ như vậy nha. Rồi cái này thì là một cái để chúng ta gắn cái micro vào. Thì mở cái con nóc này ra, này mình cũng không rành cách gắn nữa, không biết coi. Gắn vào đây này, rồi cũng khá là dễ các bạn ơi. Đó, gài cái chốt này lại, rồi chúng ta tiến hành gắn cái này vào. Đó, rồi cái micro chúng ta sẽ gắn vô để coi rồi nó có để sao mà cho nó vừa tầm với mà mình nói nó dễ các bạn. Còn đây chính là cái đây chính là cái kẹp để chúng ta sẽ nhét vô đây nè. Còn cái đầu kẹp này khá là chắc cú nha, tay kẹp này ok đó các bạn. Đó rồi, cái này thì các bạn sẽ nhét vào đây. Đây nó có con ốc nè, đó con ốc này khi mà dặn vô thì nó sẽ giúp cho các bạn cố định lại cái thanh này nè, không xoay nữa. Nếu mà bạn muốn xoay thì các bạn gỡ ra và cái này sẽ kẹp vào cái bàn là ra ok. Chúng ta sẽ chán sót quá, sót không có bỏ vô cho mình cái. Rồi bây giờ thì mình sẽ tháo cái miếng lọc âm. Wow, cái miếng lọc âm nhìn cho microphone. Thì cấu tạo cái màng lọc thì nó cũng đơn giản như vậy thôi. Cái này thì nó sẽ có một cái để kẹp vào cái bàn, hoặc là chúng ta kẹp vào ngay cái thanh này nha các bạn. Các bạn sẽ kẹp vào thanh đó nó sẽ tiện hơn. Đó, khi mà chúng ta di chuyển cái thanh thì cái này nó sẽ di chuyển theo. Mình thấy ổn đó. Rồi và cuối cùng thì chúng ta không phải shop quên mình tưởng shop quên cái giá đỡ điện thoại của mình.
nhưng mà shop bỏ vào trong cái hộp này luôn các bạn. Mình cũng không biết cái giá đỡ này xài làm sao nữa, làm sao để xài ta, nhét vô đây à, rồi sao đỡ được cái điện thoại, nhét vô đây à, rồi hiểu rồi. Ví dụ như cái điện thoại vàng thì mình sẽ để như vậy, rồi nó bật ngửa không ta, à không, cũng khá là ok đó các bạn. Cái này giá chỉ 8.000 thôi à. Mình thấy shop bán giá này ok rồi, đây là hình con chó nha, để điện thoại cũng vui. Cái này hình như là bằng nhựa thì vậy. Rồi ở đây thì là một cái phiếu bảo hành của shop nha, đây là shop có phiếu bảo hành đàng hoàng luôn nha các bạn. Thời gian bảo hành thì ở đây có một cái lá thư cảm ơn của shop nè, rất là dễ thương nha. Đó, thể loại khách hàng quay lại đánh giá sản phẩm, khách hàng chụp phiếu voucher có dấu đỏ và phần đánh giá vừa rồi, chat với nhà bán hàng gửi đến chúng tôi hay bức ảnh quay lại đặt mua sản phẩm tiếp theo và có thông báo giá shop để nhận quà. Ồ, shop này có tri ân mà tặng được cái mã 250.000 nữa các bạn. Rồi để mình xem nào, lấy cái micro ra, đây là cái mút đệm của theo cái micro để thì cái dạng này thì nó khá nhỏ các bạn. Rồi, đây là cái mic micro của shop bán cho mình, cái mic này thì màu vàng, cũng nhìn nó cũng rất là đẹp. Đó, mắt thì mình thấy cũng ok, không có lỗi gì. Rồi mình sẽ tiến hành gắn cái mic shop này vào trong cái micro. Khá, tại vì đồ mới nên cũng khá là khó gắn các bạn ơi. Có vẻ như nó không được rộng để chúng ta gắn, phải luồn luồn từ từ. Với lại trong cái khâu vận chuyển các bạn sẽ shop để nó, shop bán hàng để nó đè quá, nó bị móc méo hết trơn những cái này, cái chi tiết này. Rồi đây micro hoàn chỉnh nha. Thì ở đây á nó lại có thêm một cái miếng nó có một cái gọi là cái đỡ của cái microphone. Rồi mình sẽ cắt nó. đây là cái microphone miếng đỡ. Thì ở đây các bạn, chúng ta có thể không cần gắn cái này nha các bạn. Đó, như cái cây này nè, mình sẽ đắp ghép luôn cho các bạn coi. Các bạn tháo ra luôn cho nó rộng. Thấy không? Rồi các bạn gắn cái này vào. Quá là tiện luôn. Đó. Cái này là theo cái bộ của microphone nha. Ây da, rồi. Và đây đây là cái phần rất là quan trọng của cái micro nha. Nó mà chạm điện hay gì đó là cái mic chúng ta sẽ dở. Thì ở đây mình thấy là cái dây này làm khá là dởm, rất là dởm nha, nó bị hở tùm lum nè. Đó, không có tốt, hàng này không có tốt, khá là dởm. Thì để lát nữa mình sẽ mở cái máy tính mình lên mình test thử như thế nào. Đây, sẽ gắn vào. Gắn vào thì nói chung là cũng ok. Thì mấy cái mic này thì nó dạng cũng thuộc dạng bình dân, gọi là xài tạm được, chứ gọi là nếu mà các bạn muốn thu mà muốn mua những cái cao cấp lọc âm đồ tốt thì nó rất là mắc.
đây rồi, thấy không? Rồi cái này thì mình sẽ chế cho các bạn coi nè. Tí sẽ coi lại cái hướng của cái mic này. Đúng rồi đó, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ kẹp cái micro, kẹp cái này lên cái bộ máy tính nha. Rồi đi qua đây mình sẽ kẹp lên, mở dàn máy lên mình test luôn cho các bạn coi. Đây chúng ta sẽ kẹp vào cái bàn, cái này là chúng ta sẽ xoay vào cái bàn nhé. Mình sẽ để ngang thôi này cho nó dễ gọng một tí, nó sẽ dễ xoay hơn. Đó thì cái micro thì chúng ta sẽ cắm vào cái cổng micro thôi, rất là đơn giản luôn. Rồi cắm vô này. Mình sẽ thiết kế lại cho nó gọn gàng hơn một xíu. Đó. Này chúng ta sẽ bẻ ra lấy xuống được nè. Rồi cái này mình nghĩ là để sát lên đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái độ rò điện của nó nha. Đó, kiểm tra nó thử xem như thế nào. Alo, 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 alo. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Alo, 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 1, 2, 3, 4, alo. À, bây giờ thì muốn test thì chúng ta phải có một cái loa để nghe lên rồi. Alo. Alo. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alo, alo. Rồi. Cái microphone này á, xài được nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn được cái màng lọc này. Cái màng lọc này thì theo mình thấy thì hai mặt cũng như nhau. Đó. Không có gì là phải khó khăn cả. Đó, chúng ta để đây nè. Dây nhợ thì chúng ta sẽ tìm cách mà gắn gọn hơn. Theo mình nghĩ là mình sẽ gắn ở bên đây, chuyển qua nó sẽ... Cái này nó hơi yếu nha các bạn. Rất là yếu luôn chứ không phải hơi yếu nữa. Nó không giữ được. Cái này khá là dỏm. Thì với một số tiền như vậy thì mình cũng không thể nào mà yêu cầu một cái sản phẩm quá chất lượng được. Đó. Thì mình chỉ dùng được cái sản phẩm như thế này thôi, với tầm tiền. Đó. Thì đây, mình coi coi, nó vừa chưa. Chúng ta sẽ phải canh chỉnh đàng hoàng nó mới vừa được cái microphone của chúng ta. Đó. Vừa là vậy, vừa vô cái tầm nói các bạn. Nó sẽ đỡ bị những cái như là hút hút gì âm quạt, âm gió hay là những cái gì nó những cái âm nhẹ nó sẽ lọc bớt đi, nó sẽ thu nó trong hơn. Alo, alo, 1 2 3 4, alo, alo, 1 2 3 4, alo, alo. Rồi hẹn chào là chào các bạn nha. Mình đã test xong cái bộ micro này đó, thấy âm thanh cũng khá ok. Thì cái mic này, cái phần chu điện thì nó khá kém nha, nó không được tốt lắm, nhưng mà với một cái mức giá này thì mình chấp nhận được. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.